Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Và đây, đây là cái ba lô, cũng là hiệu Polo mà CC thích nhất. Cái gì các bạn biết không? Nè, lần đầu tiên CC mới thấy đó. Ở trong nó có một cái nút cho chúng ta gài lại nè. Lỡ chúng ta có bị rớt đồ đó, nó cũng khó rớt ra được lắm. Trời ơi, CC có nhiều ba lô lắm mà lần đầu tiên CC thấy. Chỉ vì cái này thôi đó mà mua đó. Nè, thích mê luôn, thích lắm luôn. Cái này đó, nó cũng bằng simili nhưng mà nó rất là mềm. Hiệu Polo luôn ha. Nè, thiệt là đẹp luôn. Đeo ở sau lưng. Các cháu trẻ trẻ đó, mua cho con của mình, cháu của mình. Trời ơi, dễ thương lắm, cực kỳ dễ thương luôn. Hiệu Polo ha. Nè, đó. CC có những cái ba lô như vậy. Hiệu LV, Prada có rất là nhiều. Ở trong này cũng rộng lắm. Có một cái kéo nè. Dây kéo ha, để đựng gì ở trong đựng ha. Ở trong rộng lắm các bạn. Thích nhất là cái này nè. Không bao giờ thấy có. Nè, thích lắm. Không có rớt đồ ra được. Bữa đó CC mua cái này là 50. Thì các bạn biết ra khỏi tiệm là sẽ thành 55 đô hay là 54 đô mấy gì đó ha. Mua nhẹ lắm. Cái này CC nghĩ gửi chắc cũng 1 pound à. Khoảng chừng 6 đồng tiền gửi rồi tiền thuế băng keo vân vân này nọ cho là 10 đồng đi ha. Coi như là cứ một cái giỏ như vậy nè, hiệu này như vậy gửi về Việt Nam khoảng 10 đô thôi. CC nghĩ vậy đó, chưa gửi chưa biết ha. Bằng simili hay là da hay bằng gì không hiểu luôn. Nè, mềm xèo. Đó. Tuyệt vời luôn, thích lắm. Hàng hiệu đàng hoàng nha. Đó. Các bạn nào thích cái ba lô này liên hệ với anh Sa nha. Đó. Có một cái ngồi. Bây giờ CC xin ngừng nha. Bye bye. I love you cả nhà.